vừa khai trương cửa hàng thứ 5 của công ty tại thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm công nghệ mới này tập trung gần như tất cả các loại mặt hàng công nghệ, từ điện thoại, phụ kiện cho đến các thiết bị giải trí, âm thanh, hình ảnh và cả máy chơi game. Theo định hướng, Mai Nguyên chỉ tập trung vào các sản phẩm phần cứng trong hệ sinh thái smartphone, chứ không bán hàng đại trà như các siêu thị điện máy khác. Đặc biệt, cửa hàng sẽ là nơi trưng bày và bán các sản phẩm công nghệ di động mới nhất vừa có mặt trên thế giới. Mặc dù là Mai Nguyên mở rất là chậm, lâu lâu mới mở một cái shop, một cái trung tâm như thế này, nhưng mà cái mà mình mong muốn là ra cái nào là chất cái đó, và cái trung tâm công nghệ là nơi tập hợp tất cả những cái sản phẩm công nghệ mới nhất, hiện đại nhất, và nó mang tính công nghệ thật sự. Khác với các cửa hàng trước đây của Mai Nguyên chủ yếu trưng bày và bán smartphone, trung tâm công nghệ mới sẽ tập trung hơn về các thiết bị âm thanh như loa và tai nghe. Trong đó, Sony chiếm một gian hàng lớn trưng bày TV 4K chạy Android và các sản phẩm khác của hãng này. Ngoài ra, các thương hiệu âm thanh phổ biến như JBL, Harman & Kardon, Eltek Lansing, Sennheiser, B&W cũng có mặt tại cửa hàng. Để đón chào sự kiện này, Mai Nguyên còn tổ chức những chương trình khuyến mại lớn dành cho những khách hàng đầu tiên mua hàng tại đây.